Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ của VNTV. Thưa quý vị, hôm nay Vân Anh xin mời quý vị chào đón một vị khách của chúng ta đến từ kinh đô ánh sáng, đó là nước Pháp, đó là ca sĩ Anh Chi. Thưa quý vị, ca sĩ Anh Chi được yêu mến qua tiếng hát về các dòng nhạc thính phòng và đặc biệt là nhạc Pháp. Cô đã tốt nghiệp Nhạc Việt Quốc gia Sài Gòn vào những năm thập niên 90 và cô đã bắt đầu đi hát. Và đến năm 2010 thì cô định cư tại Pháp và cho đến nay thì cô đã chính thức gia nhập các chương trình văn nghệ tại Pháp. Và ngày hôm nay cô đến với thành phố San Diego của chúng ta để tâm tình với quý vị khán thính giả và cũng như là để chia sẻ với quý vị về những cái chương trình sinh hoạt văn nghệ của cô sắp tới. Trước hết thì chào đón anh Chi đến với San Diego. Em cảm ơn chị Vân Anh. Anh Chi xin kính chào quý vị xem đài Việt News TV ở San Diego. Anh Chi ơi, anh Chi đã ở Pháp bao nhiêu năm rồi? Dạ thưa 6 năm. Mà anh... 6 năm là em ở hẳn, còn trước đó thì em đi đi về về thôi. Và anh Chi có đến California thăm nhiều lần không hay là đây lần đầu tiên? Dạ thưa California em đến nhiều lần bởi vì gia đình em ở bên này. Nhưng mà đến để làm quen với quý vị khán giả thì bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái. Anh Chi có thể cho quý vị khán giả được biết về cái đời sống của bên Pháp cũng như là cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên Pháp so sánh với lại cộng đồng người Việt tại California? Nếu mà so sánh hai cộng đồng người Việt ở Pháp và ở Cali đó thì quả là một sự so sánh khập khiễng, bởi vì người Việt ở bên Pháp nói riêng và ở châu Âu nói chung gộp tất cả lại cũng không bằng người Việt ở miền Nam Cali. Và họ sống rải rác chứ không có tập trung đông giống như bên này. Tuy nhiên cộng đồng người Việt ở Pháp cũng như là ở những cái nước lân cận đó, họ cũng cố gắng trong những cái dịp lễ Tết hay là giỗ tổ Hùng Vương hoặc là những cái dịp kỷ niệm 30 tháng 4 Quốc hận để mà làm một cái dịp để gặp gỡ, để nhắc nhớ nhau và để gìn giữ những cái phong tục, những cái nét văn hóa. Cái sinh hoạt văn nghệ của bên Pháp đương nhiên là không có náo nhiệt bằng ở đây nhưng mà cũng mạnh lắm hả? Dạ thưa chị, cũng có những cái sinh hoạt văn nghệ ở Pháp, ở Paris nhìn chung thì anh chị vẫn thường tham gia những cái chương trình văn nghệ thính phòng hoặc là những cái đại nhạc hội hoặc là những cái buổi nhạc mà mang cái tính chất cộng đồng. Anh Chi có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả là anh Chi đã bắt đầu đi hát từ lúc nào, từ bé là đã mê hát hay là có một cái gì đeo đuổi, cái đam mê gì đeo đuổi không? Có thể chia sẻ với quý vị. Dạ, thưa từ chị, mấy tuổi mà, đã hát? Nếu mà nói từ mấy tuổi đã hát đó, thì em nhớ là lúc đó chắc khoảng 13 tuổi đi. Em trên đường đi em hát một cái bài gì đó thì cái đứa bạn học kế bên nó bảo làm ơn đừng hát nữa được không? Sao mà giống Việt đực quá. Thì từ đó cái em cũng ngại và em không có hát, thật sự là như vậy. Cho đến khi chuẩn bị tú tài đó, thì không biết lúc đó chắc là đến cái tuổi mộng mơ thì mình hay nghêu ngao, rồi em không biết em đam mê từ lúc nào. Đó là cái lý do mà em quyết định thi vào quốc gia âm nhạc và em đi vào cái con đường ca hát từ đó. Vì sinh sống định cư tại Pháp cho nên anh Chi yêu mến nhạc Pháp hay là đã yêu mến nhạc Pháp từ lâu rồi? Thưa chị và thưa quý vị, cái dòng nhạc Pháp nó thấm vào, em nghĩ nó không chỉ cá nhân em mà đối với tất cả người Việt Nam, cái dòng nhạc Pháp đã thấm vào trong máu từ khi mình còn bé. Đó là một cái thói quen trong việc thưởng thức âm nhạc, bởi vì mình chịu khá nhiều cái ảnh hưởng của văn hóa Pháp cũng như là dòng nhạc Pháp. Thì em mê nhạc Pháp từ bé. Lúc bé đó em hay phiên âm ra theo cái lối tiếng Việt. Những cái bài hát đơn giản thôi, ngắn và em phiên âm ra để em hát. Rồi lớn lên thì em tìm tòi, em học tiếng Pháp. Thực ra thì em bắt đầu hát nhạc Pháp từ năm 2003, lúc đó khi em vẫn còn ở Sài Gòn. Thì chính vì em lựa chọn cái dòng nhạc Pháp đó mà khán giả vẫn còn rất là say mê. Cho nên con đường ca hát của em nó khá là thuận tiện. Hầu hết tất cả các phòng trà, vũ trường hay là những cái nightclub ở Sài Gòn là em đều có mặt với cái dòng nhạc Pháp, bởi vì không có nhiều người hát cái dòng nhạc này, mặc dù là cái sự say mê của khán giả thì còn nhiều lắm. Em bắt đầu em hát từ đó, từ năm 2003 cho đến 2010, thì trong vòng 7-8 năm đó là chỉ chuyên về nhạc Pháp mà thôi. Cho đến khi em qua đến Pháp đó thì em không hát nữa, em phải quay trở lại dòng nhạc Việt Nam. Lý do em không hát nhạc Pháp nữa ở bên Pháp là bởi vì không ai chở củi về rừng. Với lại
theo chị biết đó, dân Việt Nam mình, khán giả của mình, những người mà yêu nhạc đó thì họ say mê nhạc Pháp lắm. Và khi mà họ đã ở bên Pháp, cái ngôn ngữ nó không còn là cái rào cản nữa thì ai cũng hát nhạc Pháp cả. Đó là lý do mà em ít hát nhạc Pháp ở bên Pháp. Nhưng mà nó vẫn là một cái vốn liếng để khi mà em đi gặp gỡ với khán giả khắp nơi thì em lại dùng nó giống như là một chút gì đó gợi cho họ những cái kỷ niệm của họ thôi. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị có dịp thưởng thức tiếng hát của anh Chi thì Vân Anh tin chắc là quý vị sẽ yêu mến ngay cái giọng hát này. Anh Chi ơi, Vân Anh biết là anh Chi rất là thích cái dòng nhạc thính phòng. Thì cái người nhạc sĩ nào là người nhạc sĩ mà anh Chi thích? Thưa chị, đây là một cái câu hỏi khó, bởi vì chị biết Việt Nam mình trước 75, nhạc sĩ hay, nhạc sĩ tài ba nhiều như sao trên trời vậy. Mỗi người nhạc sĩ có một cái nét đẹp, một cái nét hay riêng của họ mà mình có thể tìm thấy ở mỗi dòng nhạc của mỗi người nhạc sĩ đó là cả một khung trời khác nhau. Cho nên khó có thể nói là mình thích ai nhất, yeah, hay là cái dòng nhạc nào nó ảnh hưởng đến mình nhất. Nhưng mà nhìn chung những cái tên tuổi mà anh Chi chắc là quý vị cũng yêu mến giống như anh Chi vậy: Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Ngô Thủy Miên, Trầm Tử Thiên, vân vân. Đó là những cái tên tuổi mà chị Vân Anh có đồng ý không? Là trước năm 75 nó giống như những cái ngôi sao ở trên trời vậy. Mỗi vì sao nó tỏa sáng theo cái cách riêng của nó. Thưa quý vị, anh Chi vừa gửi đến chúng ta tên của những người nhạc sĩ mà suốt bao nhiêu thập niên rồi, lúc nào cái dòng nhạc của họ cũng sống mãi với thời gian. Thì Vân Anh nghĩ rằng đến đây thì chắc quý vị khán thính giả của San Diego cũng nôn nóng muốn thưởng thức tiếng hát của anh Chi. Thì anh Chi có thể gửi cho quý vị khán thính giả một bài nhạc về nhạc thính phòng được. Nếu mà cho phép anh Chi được chọn đó, thì những cái năm 99 là những cái năm đầu tiên em bước ra đi hát đó. Trước khi em hát nhạc Pháp, có hai dòng nhạc mà em thường hát nhất là nhạc Trịnh Công Sơn và Lê Uyên Phương. Thì em xin phép chị em gửi tới quý khán giả của San Diego một ca khúc, một trong những ca khúc đầu tiên mà em hát ở Sài Gòn, Còn Tuổi Nào Cho Em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vâng, thưa quý vị, Còn Tuổi Nào Cho Em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua ngón đàn guitar của nhạc sĩ Thụy My. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Tình đã nghìn thu.
tuổi vừa thưởng thức nhạc phẩm Còn Tuổi Nào Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát rất là khả ái của nữ ca sĩ Anh Chi đến từ Pháp, và bên cạnh đó là ngón đàn của người nhạc sĩ khả ái của chúng ta Thụy My. Anh Chi, trong suốt thời gian vừa qua thì về cái sinh hoạt văn nghệ của anh Chi đó, thì anh Chi đã ra bao nhiêu cái CD cũng như là có những cái chương trình sinh hoạt thường xuyên như thế nào ở tại Pháp? Dạ thưa chị, em năm 2014 em ra cái album đầu tay của mình với những tình khúc vượt thời gian của những tên tuổi như là Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Phạm Thế Mỹ, Lê Uyên Phương. Và gần đây nhất là em vừa mới ra mắt album thứ hai của mình, một album với những ca khúc nhạc Pháp quen thuộc được hát bởi hai thứ tiếng Pháp và Việt. Thì lần này em dành cái sự ra mắt cái album thứ hai ngay tại Cali này vào ngày 23 tháng 4 oh, wow. năm nay đặc tại biệt. Viện Việt Học thưa chị. Là 23 tháng 4 sắp tới. Dạ, vâng. Thì anh Chi có thể nói chi tiết về cái chương trình này. Thưa chị và thưa quý vị, chương trình giới thiệu CD thứ hai của anh Chi tại Viện Việt Học ngày 23 tháng 4 vào lúc 7:30 tối. Thưa quý vị, đây là một chương trình vào cửa tự do, bởi vì anh Chi và một nhóm các anh chị bạn hữu cùng nhau làm cái chương trình nhạc này như là một món quà để gửi tới quý vị khán giả của Cali. Và bên cạnh đó, trong đêm nhạc thì anh Chi sẽ chia sẻ tâm tình cùng quý vị, cũng như là xin quý vị đóng góp, bởi vì đây là một cái đêm nhạc theo cái tâm nguyện của em. Nhờ các anh chị tại đó giúp, là em muốn quyên góp một số tiền để gửi về trong nước cho để mà mình ủng hộ cho cái phong trào đấu tranh dân chủ thưa chị, và những cái người tù nhân lương tâm, những cái người bất đồng chính kiến mà bị đàn áp bắt bớ, hoặc là để hỗ trợ cho gia đình của họ chẳng hạn. Dạ, vâng. Đó là mục đích của cái đêm nhạc lần này. Thì trong chương trình đó là ngoài tiếng hát của anh Chi thì có những tiếng hát của Thanh Hữu nữa phải không anh Chi? Dạ thưa, có thêm tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Yến, nam ca sĩ Trần Mạnh Quân, Trương Minh Hoàng và Huy Hoàng. Đây là những tiếng hát
rất là thân thiết với anh Chi, và họ cũng đã từng giúp anh Chi trong cái chương trình đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái tại Viện Việt Học. À, thưa quý vị, và bây giờ thì chắc là Vân Anh cũng mời anh Chi có thể gửi đến quý vị một nhạc phẩm Pháp đi ha. Tại vì hồi nãy giờ chúng ta cứ nói về nhạc Pháp, anh Chi cũng từ Pháp sang nữa, cho nên chắc chắn là phải gửi đến quý vị một nhạc phẩm Pháp. Anh Chi chọn bài nào? Thưa chị, em nghĩ là em sẽ chọn một ca khúc mà chắc hẳn là quý vị ai cũng còn nhớ, Adieu Sois Heureuse của Arthur Sullivan. Chia tay, hãy vui lên đi em. Và cũng với ngón đàn guitar của nhạc sĩ Thủy My, mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Có lời gì trước khi chúng ta chia tay trong ngày hôm nay? Em xin cảm ơn chị cũng như là đài Việt News TV đã cho em cái cơ hội ngày hôm nay đến đây để trong cái chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ của chị Vân Anh, để mà có dịp trò chuyện cùng quý khán giả xem đài tại San Diego, mà em chắc là đài của mình hình như cũng phát đi nhiều phải không? Dạ vâng, Nationwide chị. Thì anh Chi xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị, xin cầu chúc cho quý vị người người nhà nhà an vui. Và cũng trong cái dịp này, anh Chi cũng xin cầu chúc cho đất nước của mình, cho quý vị khán giả ở trong nước sẽ
sớm có được những ngày tự do, an vui thật sự. Cảm ơn anh Chi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhạc Thính Phòng Một Thời Để Yêu của anh Chi vào ngày 23 tháng 4 sắp tới tại Viện Việt Học. Cảm ơn anh Chi, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.